Xin chào các bác, em giới thiệu con máy rửa bát Panasonic TM3, cái dòng ngon bổ rẻ, lành bền. Trước này thì em bán là 2,8 triệu, bảo hành 12 tháng. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 các bác nhé. Biến áp là 500.000. Nếu các bác là mua máy Nhật mà, sử dụng điện 100V, cho nên mình cần phải có bộ đổi điện từ điện 220V của Việt Nam xuống điện 100V cho các thiết bị của Nhật. Đấy. Một con TM3, em để mã số 31. Đây là số điện thoại và Zalo cả kênh. Cái chiếc này thì em đã làm tổng thể, mặt mũi sạch đẹp trắng trẻo. Lưng tôn thành vách này đẹp, khá là phẳng phiu, đời 2011, mã số 31. Các cái tính năng của máy rửa bát Nhật thì đều giống nhau, đều có chức năng sấy, thời gian sấy, kèm giữ khô, chức năng sấy riêng biệt, hẹn giờ, đèn báo các chu trình rửa, nút tắt nguồn, nút bật nguồn, tắt nguồn, bắt đầu rửa. Về kích thước thì máy này, tất cả máy Nhật đều có chiều ngang là 55 phân, tất cả đều như vậy. Chiều cao thì có hai loại, một loại cao 65, một loại cao 60. Thì cái chiếc này nó là cao 60, thì các bác nhìn nó là hai cánh mở dồn xuống dưới, cao 60. Máy hoàn toàn rửa với nước nóng 80 độ C. Xếp trên này đều là mỗi ngạnh này một cái bát, là hai, mỗi hàng này 6 cái, hai hàng 12 cái, 6 cái cốc, đều kích thước bên trong như nhau. Đũa thì cắm ở đây, chỗ này các bác xếp đĩa, chỗ này các bác xếp những bát lô tô, bát nào nó vừa thì các bác xếp. Dòng Panasonic thì tất cả đều 3 tay phun và một dàn phun nằm đây. Dây may sau đun nước, khay để bột rửa, khay rác. Đấy, con này TM3 còn khá là mới, răng chỉ này các bác nghe. Dây may sau thì còn rất là mới này, nội thất sạch sẽ, khá là đẹp đấy. Con này rất là sạch sẽ nha. Em bán 2,8 triệu, các bác nào có nhu cầu mua thì ủng hộ bên em nhé. Hiện tại thì bên em đang có cái chương trình vào dịp mùng 2 tháng 9 này. Các bác mua máy rửa bát này, nếu mà muốn mua thêm các sản phẩm này, bên em giảm giá sản phẩm, hai sản phẩm này xuống 50%. Đấy, nếu thì các bác mua, còn bác nào mua trước thì có, hiện tại có hai sản phẩm đó, bác nào mua trước, áp dụng trước thì các bác lấy. Như chiếc lọc khí này dùng cho phòng khoảng 15m2 đổ lại. Đấy. Đời 2016, bên em đang bán là 1,5 triệu. Đối với nắp điện 220V rồi bảo hành 12 tháng. Đấy, nếu bác nào mà mua máy rửa bát kia mà muốn mua thêm cái này trong dịp mùng 2, từ giờ đến mùng 2 tháng 9 mà còn thì em áp dụng giảm cho bác còn 750.000 nhé. Và đây là một chiếc máy rửa bát Sanyo đang bán 1,6 triệu. Nếu các bác mua máy rửa bát muốn giảm xuống thì em giảm, muốn lấy tiếp em giảm xuống còn 800.000. Đấy. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Phí vận chuyển của máy lọc khí là 100, phí vận chuyển của máy rửa bát là 150.000. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ em qua số điện thoại này nhé. Chào các bác.